Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Robot Yare nằm ở đâu? Robot kiểm soát, Robot kiểm soát. Robot kiểm soát, Robot kiểm soát. Người mà thường xuyên thêm ngu này như phần quà và tiếp đến tận đêm mỗi khi khách hàng cần là. Thôi từ tận tâm, uy tín thêm nâng tầm. Bộ robot Roblox đang nghiệp Roblox chăm sóc, Roblox chăm sóc là Roblox chăm sóc, Roblox chăm sóc. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox chùm shop nha. Chúng ta là lũ quỷ ở tận gần xanh, ở tận núi cao, ở tận núi sâu. Trời ơi, vui quá mấy bạn ơi. Trời ơi, hôm nay vui quá cày ơi. Tính ra lâu lắm rồi á, anh em mình mới có dịp đi chơi với nhau rồi quậy phá tùm lum ra. Đi đặt TNT nè, phá nhà dịch luôn. Vui ơi là vui. Khoảng ơi, hồi lâu rồi anh em mình mới đi báo nhau á. Đúng Khoảng, rồi, lâu lắm rồi á. Hát gì á? Hả? Gì mà chúng ta là lũ quỷ, mà mình là con người, mà bạn mình hát vậy kỳ á. À, vậy hả? Vậy mình hát, mình đổi lại nha. Chúng ta là những người đẹp trai nhất team, đẹp trai nhất hero team. Trời ơi, quá chuẩn đúng không? Trời ơi, dịch với lại Siro sẽ đẹp trai bằng anh em mình. Rồi ơi bạn ơi, tính ra nha, mình với Kairon á, như mấy bạn cũng biết thì hai đứa mình là một đôi bạn thân thiết với nhau từ trước đến giờ rồi. Tôi thiệt luôn Kai, tôi không có chơi với ai ngoài chơi với ông đâu. Tôi lẽ là người bạn thân nhất của ông. Trời ơi, bạn còn mới nói nữa, bạn sẽ là người bạn thân nhất để cùng mình đi báo cái làng heo team này. Không, tôi thân với bạn hơn. Mình thân hơn, mình thân hơn. Trời ơi, mình thương bạn hơn, mình thương nhiều hơn mà. Trời ơi, mình hơn hơn đây. Giờ để biết ai thân hơn ai á, giờ đặt TNT vô nhà nhau rồi biết gì. Này, cái này là phá hoại, cái này là báo rồi nha, chứ không phải là thương nhau nha, đừng có nói vậy nha. Thôi được rồi, hai chúng mình cùng thương nhau đó. Được chưa? Trời ok, nói chung là anh em mình là vẫn là anh em tốt. Thôi được rồi, bây giờ bọn mình qua bên nhà của Sim á, mình báo Sim đi, bây giờ mình qua đó mình kiếm có đồ ăn thấy gì mình xin đi. Đi. Trời ơi. Đi. Nhà Sim mi mà bán đồ ăn mà bạn qua bên đó xin đồ ăn. Sim mà không cho. Trời ơi, chúng ta cùng uống trà nào. Hình như là bà Sammy với bà Sammy đang ở bên kia đang nói chuyện với nhau gì kìa. Trời ơi, mấy cái bà nữ nha mà xúm lại với nhau á là chỉ có nói xấu tụi tôi thôi các bạn ơi. Mấy cái bà nữ trong hero team nè đó. Bây giờ tôi với ông núp vô để coi mấy cái bà này đang nói xấu gì bọn mình được không? Được bạn, mình okay, nghe coi nói xấu một cái là mình cho TNT nổ nhà luôn. Đúng rồi, cho TNT nổ nhà. Mấy cái bà nữ này là hay nói xấu anh em bọn mình lắm nè. Để coi coi mấy cái bà này, bà nói gì đây. Ok, nghe thử coi. Sam ơi, chị biết sao không? Dạo này cái đòn hơi bị thương em hay sao á? Trời ơi, tao nói làm sao? Thương em làm sao? Dạo này á, không hiểu sao nha. Mỗi tối cái đòn hay gọi là nấu ăn cho em ăn này, sau đấy còn hát cho em nghe nữa. Trời đất ơi, cái gì mà dễ thương quá trời luôn á. Đặc biệt mỗi tuần dẫn em đi shopping nữa, thấy chưa? Trời ơi, cái đòn của em đó. Đúng rồi, ghen tị vậy. Cái đòn thì cũng hay đó, nhưng Phong cần gì còn hay hơn đó kìa. Mỗi tháng ông làm tiền lương về, ông đưa sạch tiền lương cho chị luôn. Trời ơi, lâu lâu thì cũng có giấc quỷ đen nhưng mà không sao. Đó, và đặc biệt nha, mỗi tháng ông mua chị mấy cộng với chuyện xuống to khổng lồ luôn. Trời ơi, đùa gì. Dữ gì sao? Nói chung bạn trai của hai tụi mình là quá tuyệt vời luôn, đúng không chị? Trời, tất nhiên là vậy rồi. Trời ơi, Kai ơi, hình như từ nãy giờ bà Sim với bà Sam là hai bà khen tụi mình hay sao á, Kai ơi. Yeah. Trời ơi, để mấy bà đây khen tụi mình kìa. Trời ơi, đúng là tụi mình là những người bạn trai tốt mà. Đúng rồi, bọn mình phải tốt thì Sim với Sam mới khen bọn mình chứ. Ơi, tính ra, từ khoan, dẹp cái quả tiên ti vô. Dẹp vô, bọn mình không được làm báo nữa. Bọn mình phải trở thành những người bạn trai thật là thanh lịch, gọi là vô địch vũ trụ, hiểu không? Rồi, ok, đi ra ngoài đây. Sim Sam ơi. Sim ơi. Phát hiện ra nha, từ nãy giờ hai bà ngồi khen bọn tôi đúng không? Trời ơi, anh em bọn tôi là kém tốt, bọn tôi đẹp trai nè. Thì nói chung là thì có bạn trai thì phải khen bạn trai mình giỏi thôi chứ sao. Ủa bằng bây giờ mình chẳng lẽ tôi chê đúng không? Trời ơi, Kai ơi, Kai thấy không? Anh em mình đã vừa đẹp trai rồi mà còn vừa gọi là nuông chiều người yêu, quan tâm người yêu đủ thứ hết trơn. Bởi vậy á, cho nên bọn mình đúng thật là những chàng trai đích thực đó. Trời ơi. Rồi trên đời này bây giờ muốn kiếm được người như mình với bạn khó lắm. Đúng phải dễ rồi. Thôi, nhưng mà nè, tôi nói ai Sim Sam nghe nè. Một khi mà đã nói về khen rồi đó thì tất nhiên á là tôi phải giỏi hơn cái đó rồi chứ sao bằng cái đó được. Trời ơi. Vậy bạn, trời tiên mấy nói vậy chứ. Bạn nghĩ sao bạn của mình? Mình giỏi hơn, mình
hơn. Trời ơi, bạn à, mình nói bạn nghe nè, mặc dù á là bạn thân của mình nhưng mà mình nói thiệt, bạn không giỏi hơn mình đâu. Yeah. Ơi, đừng giận vậy. Đâu, trời ơi, vậy là bạn lại bậy rồi, mình hơn. Trời ơi, bạn nói sao kỳ nghịch mình lý. Mình nói là mình hơn. Mình hơn. Bây giờ mình nói mình hơn được không? À, dám giành với mình hả? Mình nói bạn à, mình nói bạn nghe nè, mình á là mình giỏi hơn bạn là cái chết rồi. Bạn có cao bằng mình không? Hả? Bạn có cao bằng mình không? Hả? Cái gì bạn dám mà so chiều cao hả? Vậy giờ bạn có nói là bạn có giọng hát hay bằng mình không? Trời, à, trời ơi, bạn nghĩ bạn hát hay là hay lắm mà. Giọng hát của bạn á chỉ khi nào bạn hát lên người ta mới biết thôi, còn mình á là người ta nhìn thôi ta biết mình cao rồi. Cái gì? Hay à. Thôi được, nếu bây giờ bạn nói vậy đúng không? Được, bây giờ xem sao. Bây giờ để tìm ra được ai là người bạn trai giỏi hơn á thì được rồi. Bây giờ tôi với Kairon sẽ thi đấu với nhau thì hai bà làm giám khảo nha. Cũng được. Ok, được. Vậy bây giờ bạn có dám thi với mình không? Hay là sợ rồi? Không cần nói nhiều đâu bạn, không cần nói nhiều đâu bạn. Go ra. Trời ơi, chưa gì mặc giáp kim cương cầm kiếm rồi. Trời ơi, nè mà nói bạn nghe nè. Không có phải là lúc nào á nắm đấm cũng giải quyết được gọi là mọi chuyện, hiểu không? Cất cái cây kiếm vô đi đồ trẻ trâu. Muốn thi gì nói đi. Thôi được, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức cuộc thi nha các bạn nha. Để coi mình với Kairon ai mới chính là người bạn trai tốt nhất. Được rồi, đi thôi, let's go. Tôi sợ bạn quá. Rồi, ok bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc thi đầu tiên. Đó chính là cuộc thi ăn mấy bạn ạ. Như mấy bạn đang thấy ở sau lưng của chúng ta, đây chính là hai bàn thức ăn dài ơi là dài luôn. Và trong cái cuộc thi này á, mình với Kairon sẽ phải thi ăn để coi ai ăn nhanh hơn. Mấy bạn sẽ hỏi là ủa tại sao tự nhiên lại thi ăn đúng không? Thì tất nhiên rồi, nếu như người nào ăn càng nhiều thì tất nhiên người đó sẽ càng khỏe, nó sức khỏe người đó càng khỏe nữa. Trời ơi, dám thi không? Nhắc về ăn á thì Phong à, mình cũng đi ăn với bạn nhiều lắm nên là mình cũng biết cái sức ăn của bạn tới đâu, bạn không lại mình đâu. Trời ơi, nè bạn đừng có tưởng là mình sẽ chịu thua bạn, không chuyện đó đâu bạn ơi. Được rồi, Sammy nhớ cổ vũ với tôi nha, tôi giành chiến thắng cái con gà. Em cổ vũ cay, em cổ vũ cay nhiều lên nha xem. Được rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ để Sim với Sam đếm bắt đầu nha bạn nha. Ok, chuẩn bị ra. Vô. Rồi, mời hai tuyển thủ vào chỗ ngồi. Ok, chuẩn bắt đầu rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bắt đầu. Ăn. Trời ơi, bạn nhìn cay kìa, ăn từng món kiểu gì chậm làm sao mà được. Nhắc bạn mình. Được rồi, được rồi. Sam bình tĩnh coi Phong nè. Trời ơi, trời ơi. Ăn không nổi. Còn ăn 20 phút ăn không nổi. Làm sao mình nổi được. Trời ơi, bạn coi mình ăn mình nuốt cái bàn luôn mà thấy mình ghê không trời. Quá là ghê. Câu về sức ăn sao mới nói thắng bằng mình nữa. Rồi, trong màn đầu tiên người chiến thắng đó chính là Phong Cận Tiên. Yeah. Sao hả? Sao hả Kai? Thua chưa? Để thua chưa? Để bạn sao đi nha bạn. Trời ơi, mình yếu người ta. Mấy bạn biết sao không? Bởi vì á là Kairon, ai biểu Kairon nước qua chi, Kairon chọn ở bên cái phần bánh. Trời ơi, mấy bạn thấy cái bàn đồ ăn của mình á là gà quay, trái cây cái kiểu. Còn Kairon thì Kairon lại chọn ở bên phần bánh cho nên là bánh tàn bột, không là ăn là no nhanh, đúng rồi. Trời ơi, bạn từ sao mình thấy bạn mập ra vậy Kai? Kai ơi, mình mới ăn xíu mình tăng 10kg rồi mọi người ơi. Trời ơi, Kairon mập ra luôn rồi bạn ơi. Thôi không sao, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cuộc thi tiếp theo nào. Và cuộc thi này thì mình đã giành được 1 điểm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc thi tiếp theo nha bạn nha. Rồi, mà cuộc thi này là cuộc thi gì vậy Sim Sam? Nghĩa là mọi người, đây là cuộc thi ai là người chạy nhanh nhất. Người chơi chỉ cần chạy hết một vòng làng và ai gọi là tới đích nhanh nhất người đấy sẽ là người chiến thắng. Ok. Tính ra nha là mình cao tận 1m8 lận, làm sao mình chạy chậm được. Trời, một bước của mình thôi là bằng 2 bước của Camui rồi. Trời ơi, ủa mà sao từ không có chị Camui ở đây mà tôi cũng khịa chị ấy ta. Thôi hôm nay mình khịa chui nha bạn nha. Cái cười gì vậy? Bạn quên mất mình là ai hả Phong? À, bạn có thấy
cái tai nọ không? Hả? Mà lúc mình là con thỏ hả? Mình là con thỏ, mình chạy nhanh lắm. Còn bạn á, bạn là con cá, bạn ở dưới nước á, bạn bơi không biết là có bơi nhanh được không á. Nói chi về tới việc chạy. Nói bạn nghe nè, mình biết bạn là con thỏ, còn mình là cá heo. Nhưng mà đó chỉ là linh vật thôi. Còn ngoài đời thật á, thì bọn mình á chưa biết ai nhanh hơn ai đâu bạn. Thôi được rồi, để bây giờ để coi. Ok, vô nè. Team với Sam hô bắt đầu nha. Ok. Các người chơi chuẩn bị. Chuẩn bị heo. Ba, hai, một, chạy. Trời ơi. Trời ơi, cái con rùa cái rồi. Ủa cái ơi. Cái ơi, bạn là con rùa hay bạn là con thỏ vậy cái? Hả? Sao bạn chậm quá vậy? Bạn tập trung chuyên môn của bạn đi, đừng có nói nhiều. Trời ơi, tính ra bạn hồi nãy á Cairon ăn một bụng đồ ăn tàn là bánh kem đồ không rồi, cho nên là giờ Cairon nặng bụng quá chạy đâu nổi. Bạn nhìn kìa đó, trời ơi, chạy đâu nổi đâu. Trời ơi, kiểu này á là mình lại tiếp tục nhẹ nhàng lụm thêm một điểm rồi. Thôi mình đi trước cái cây, tạm biệt. Hít khói nha, bye bye nha. Mình đi đây. Thôi chạy nhanh về nhà để lấy thêm một điểm để trở thành người bạn trai hoàn hảo xuất sắc nhất làng nào. Let's go. Chè đây, chè đây, chè xanh, chè đỏ, chè tím, chè vàng, chè nào cũng có. Quẹo lửa bà con ơi. Ôi, ăn chay, chị đây ăn chè đánh chay. Trời ơi. Ủa, chị ơi, ở chỗ này bán chè hả chị? Trời ơi, đúng như đó em. Đây, cái chỗ quán chị chè gì cũng có nè. Đậu xanh, wow. Đậu đỏ, đậu vàng đó. Trời ơi, có chè đậu xanh rồi chè đậu gì à, chè này hình như là chè đậu vàng. Ok, chè đậu đúng xanh rồi. Chè đậu vàng, chè đậu đỏ nè, rồi ước có chè đậu đen nè. Ủa rồi đúng chị ơi, rồi em à, cái chè mà nó màu xanh dương là chè gì vậy chị? Nó là chè đậu xanh biển nè em, chè đậu xanh biển đó. Cho chị mới chế. Ủa? Chị mới chế quán. Ủa? Chị mới độc quyền, quán chị mới có thì em hiểu không? Lần đầu tiên trong cuộc đời em nghe trên đời này có cái chè người ta gọi là chè đậu xanh biển đó. Chị nghe lạ ta. Thôi được rồi, lấy chè em lấy cho em một chiếc ly chè. Một ly chè không, một ly á, một ly ít quá. Lấy cho em 10 ly chè thập cẩm, trộn hết tất cả chè lại cho em. Trộn hết đống này vô luôn em. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Dữ như sao? Rồi dạ. Đợi chị xíu mà mấy bạn ơi, tắt sộp quá. Mấy bạn có biết gì không? Tính ra là Cairon bây giờ đang ở xa lắm. Trời, mình còn không thấy Cairon này ở đâu nữa mà. Chắc chắn là Cairon bây giờ đang ngồi ở đâu á, thở hoặc là ngất xỉu luôn rồi. Bây giờ chạy không nổi. Chị đã mà nói gì ta? Cho em 10 chén chè với việc em. Bởi vì em có em trai thì chị tặng em thêm một chén nữa là 11 chén, em hiểu không? Dạ, dạ em cảm ơn chị. Trời, 11 chén chè trời luôn. Hey, em trai. Bây giờ trời cũng đang nóng nực mấy bạn ơi. Bây giờ Cairon cũng đâu đuổi kịp mình đâu, trên thôi mình cứ ngồi ở đây mình thong thả, mình ăn chén chè rồi mình chạy tiếp á. Bình thường mấy bạn rồi coi làm chén chè nè. Trời ngon quá chị ơi, chè ngon quá chị ơi. Được chị ơi, ok ăn hết. Trời ăn ơi, hết chè nhà chị mà em ăn hết đi em ơi. Dạ dạ cảm ơn chị. Trời ơi em ngon chè quá. Dạ em đây chị. Trời ơi, nhìn em gọi là bụng mịn quá. Nhìn vậy chắc no rồi đúng không nè? Dạ no quá chị ơi. Chè chị nấu nó vừa ngon á, mà nó còn vừa trời ơi, vừa ngọt nữa. Em ăn xong trời em cảm giác sảng khoái mát mẻ gì đâu á chị. Cảm ơn chị nhiều. Ủa mà bao nhiêu tiền hả chị? Của em hả? Của em hết một kim cương thôi hả em trai? Dạ trời ơi, no quá đi không nổi luôn bạn ơi. Dạ một kim cương đó không chị? Ủa mà khoan từ, tính ra là 10 ly chè mà sao chỉ có một kim cương vậy ta? Ủa chị ơi, chè này mình nấu bằng gì mà nó rẻ chị? Trời ơi, chị nấu rồi là bằng cái chè chị trồng ở trong nhà thôi em. Chị bán vì đam mê em hiểu không? Đó thì rẻ, giá thành không quan trọng, quan trọng là khách hàng thích là được em hiểu không? Dạ dạ cảm ơn chị. Trời em nhìn chị mặc cái bộ đồ này là em biết là chị bán gì đam mê rồi. Có ai mà mặc đầm dạ hội mà đi bán chè không? Trời cảm ơn trời chị. Ơi, đây, trời ơi, một kim cương của chị. Dạ em gửi chị. Trời ơi, dạ. Em đẹp trai nha. Muốn mà có gì mà đói là qua quán chị tặng em thêm 10 ly chè nữa nha. Trời dạ, ơi, quá. Dạ dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Rồi ok. Không có thôi gì. Tiếp tục chạy thôi bạn ơi chứ. Trời ơi, qua kiểu này phải về đích sớm, không thôi tí nữa Cairon vượt mình này sao? Đi thôi, let's go. Trời ơi, phải đã lần sao mới vừa chạy xong cái bụng mình nghe nó ông vậy ta. Khoan từ, 10 ly chè, một kim cương. Trời ơi, hình như tôi thấy có gì đó hơi sai sai. Tôi cảm giác như chè đậu xanh, đậu đỏ, đậu vàng rồi đậu đen nó đang quấn lộn ở trong bụng tôi. Ấy, sao á bạn? Đau quá, chết tôi rồi. Kiểu này chạy không nổi á. Có cái bụi, có cái bụi cỏ đâu không? Chết rồi, phải vô cái bụi cỏ rồi. Chạy không nổi. À, không được, gần tới đích rồi. Cố lên. Nhưng mà nó cũng sắp tới đích rồi. Không được, mình phải kiếm cho đỡ đi tôi lên. Cũng cả đó. Núp vô
đây đỡ vậy trời, mắc toilet quá. Rồi ok, chắc là mình phải đi tạm ở đây thôi. Trời đâu quá chịu không nổi rồi. À trời ơi. Rồi ủa sao bạn vậy? À ủa Kairon. mình đang đứng ở đây mình hóng gió chứ không có gì đâu, đừng để ý. Đứng đây hóng gió hả? Ủa sao bạn không về đích đi? Đứng trên kia kìa, sắp tới rồi đó. Sắp tới. Tất nhiên rồi, mình với bạn đang thi chạy nhau mà, nhưng mà mình thấy bạn chạy chậm quá. Trời ơi, bạn chạy chậm quá, bạn thế nào đi nhanh hơn được không? Chạy chậm quá hả? Hay đúng là rồi. Mình thấy cái bụng bạn cũng to to á. Chắc là hồi nãy á bạn đang chạy cái sau đó là bạn thấy cái gì đó ngon ngon, bạn ăn cái bây giờ bạn đau bụng mình chạy không nổi đúng không? Làm gì có thì... trời, mình đang đợi bạn đó, mình thấy bạn chạy chậm quá, mình muốn chơi công bằng, mình đợi bạn tới mình mới chạy tiếp nè, chấp luôn yêu không? Vậy bạn đứng bạn đợi tiếp đi. Mình xin phép mình đi trước nha. Ê đứng lại, không, mình phải thắng, mình phải thắng. Trời ơi, không được các bạn ơi. Không được bạn ơi, chết rồi, toilet yeah, chiến thắng rồi, yeah. No, Kairon thắng rồi các bạn ơi. Toilet, tôi cần toilet, cho tôi cái toilet. Trời ơi, đau bụng quá. Trời ơi, kiểu này là thua rồi. Sim ơi, Sim ơi, yeah. Trời ơi, coi giỏi quá à. Sim biết thế nào coi cũng thắng à. Mình là người chiến thắng. Mình là người chiến thắng. Ủa, gì kỳ vậy? Cái Ron ở đây thì Phong Cẩn ở đâu rồi? Đó là ông chạy nhanh hơn mà. Ủa, toilet, làm ơn cho tôi toilet. À, đây rồi, toilet đây rồi. Một cái toilet màu hồng. Mở cửa, rồi đi vô. Đau bụng quá. Trời ơi, mấy bạn ơi, cay quá. Không ngờ là cái cuộc thi chạy vừa rồi mình lại thua Kairon mấy bạn ơi. Bạn nhìn mình nè, mình đi toilet xong một cái mình ốm nhôm nhách, mình ốm lại luôn rồi, các bạn thấy không? Trời ơi, ốm lại luôn rồi, cay quá. Trời ơi, mình chạy xong giờ mình người mình thon thả lại nè. Đó. Ok. Chạy quá. Còn gì nữa? Bây giờ đến cuộc thi tiếp theo đi. Trật tự hết. Chào mừng các bạn đến với vòng tiếp theo. Đó chính là vòng thi ai bắn cung giỏi nhất. Tan. Là người bắn cung vào đất nhiều nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Thế thôi. Trời ơi, sao mà dễ quá vậy? Vậy bây giờ mình chỉ cần bắn chúng vô cái tâm của cái bia kia là mình thắng đúng không? Đúng rồi đó. Trời ơi, nói gì á, chứ mấy cái trò mà ngắm bắn như thế này á là mình thắng Kairon là cái chắc các bạn yeah. Ơi, làm sao Kairon có thắng được mình được cả vậy? Bạn ơi, mắt vậy? Bạn bị cận á, bạn đeo mắt kính á, còn mắt mình sáng nè bạn. Mình nói bạn nghe nè, mình tên Phong Cận nhưng mà chưa chắc là mình sẽ thua bạn đâu bạn. Mình nói cho bạn biết trước. Bây giờ á, mình muốn tăng độ khó. Ok, mình muốn tăng độ khó nè. Tăng độ khó bằng cách nào? Bắn vô trong mấy cái bia kia là chỉ có mấy cái trẻ trâu như bạn mới chơi thôi. Coi mình nè. Xin mời người hỗ trợ Camui. Có gì đây? Mấy bạn thấy gì chưa? Tôi á là tôi đẳng cấp hơn, là tôi bắn vô trong cái quả táo ở trên đầu của Camui kìa, thấy không? Đó, trời ơi, làm sao mấy người có thể thắng được tôi được? Chơi lớn gì em không? Chơi lớn gì luôn hả? Chơi lớn chứ sao không chơi lớn? Bây giờ tôi chỉ cần bắn dính quả táo thôi là cho tôi 10 điểm được không? Hả? Cộng với tôi 10 điểm được không? Bởi vì đẳng cấp mà. Được. Tôi sẽ cộng trong điểm. Ok, được. Nếu tôi làm được sẽ cộng điểm đúng không? Trời ơi, được thôi. Chơi thử cho coi nè. Mà khoan, từ sao tôi chuẩn bị bắn mà cái con cú nó bay lại đây nhìn tôi vậy? Tôi cảm giác nó hơi xui xẻo sao các bạn ạ? Chắc không sao đâu. Đây nè, coi tôi nè. Có thể hiện được nha. Camu yên tâm. Em tập cái này là 10 năm nay là em tập cái trò bắn cung rồi. Yên tâm. Để em cho chị coi nè. Phong ơi, ông nghĩ là Camu có sao không? Tôi nghĩ là chắc không sao đâu. Chắc không sao. Chắc không sao đâu. Trời ơi, Phong Cẩn không có gì không? Mặc gì Camu, Camu nhập viện luôn kìa. Tôi đâu có biết gì đâu. Tôi đâu biết gì đâu. Tính ra là tôi chỉ muốn gọi là sao ta, làm cho cái tiết mục của tôi nó được gọi là hồi hộp hơn thôi. Chứ tôi đâu có biết là... À không, nhiều. Im lặng, Phong Cẩn. Chưa hết điểm. Còn zero điểm, không điểm. Cái gì vậy? Không được non trừ điểm bạn ơi. Non. Quá là non luôn. Không điểm.
không lấy nhau. Thôi, bây giờ các bạn coi mình thể hiện nè. Bây giờ mình sẽ bắn bằng mũi tên lửa. Mày hát cái mũi tên lửa chưa? Trời ơi, thiệt luôn á, tự nhiên không kêu ca mui ra làm gì, xong bây giờ mình trừ hết điểm luôn. Ủa rồi bạn dùng cái mũi tên lửa làm gì? Cái mũi tên lửa này á, khi mà bắn vô á, nó sẽ xuyên thủng luôn cái bia kia. Trời ngầu vậy đó, bạn thử coi. Ok, bây giờ bạn bắn được cái là mình chấp nhận thua luôn nè. Ok, thử coi. Chà. Xong rồi. Tập cái trò gì hả? Cái định bắn vô cái bia đó mà sao biết vậy? Rồi sao? Trời ơi, cái này là cay bị đuổi khỏi ra mình hao luôn cho mà coi, cay bị đuổi khỏi tao luôn. Trời ơi. Nói chung, trong cuộc thi lần này, ai cũng được không điểm bởi vì không bắn chung kết mà bắn bay mất như mình đâu. Không điểm, không điểm. Không ai điểm hết trơn á. À, anh mày rồi sao? Là cay không ơi. Tính ra là anh em mình chỉ muốn được trở thành một người bạn trai hoàn hảo, xong cuối cùng anh em mình lại trở thành những người báo quá báo. Ok bạn ơi, thôi mình nghĩ rằng là mình với Kairon từ nay vẫn quay trở về làm bạn thân với nhau đi. Bọn mình không cần phải thi đua coi ai là người giỏi hơn ai nữa, đúng không Kai? Đúng không Kai? Mình cũng nghĩ là như vậy đó. Đúng vậy, trời ơi. Nhưng mà đối với những bạn fan thì ai mới là người bạn trai hoàn hảo hơn, để comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ôi trời ơi, comment làm nhanh nút like đi các bạn. Nhấn nút like đi, đừng comment, chạy comment xong cái đầu. Nhấn nút like là hai tụi tôi hoàn hảo luôn á. Đúng nhân rồi, like là cả hai. Nhấn nút like là chọn cả hai, hiểu không? Nhấn nút like là chọn cả hai đó, chứ đừng comment gì hết trơn. Comment làm gì lại tiếp tục so sánh nữa, đúng không? Đó. Thôi rồi, cảm ơn bạn xem video nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video sau. Tạm biệt ạ. Dạ. Bye nha. Hello team, hello team.